chùa Bửu Long hay còn gọi là Thiền viện Tổ đình Bửu Long, tọa lạc ở quận 9, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Chùa xây dựng năm 1943 đến năm 2007, được trùng tu quy mô trong 5 năm. Chùa Bửu Long rộng hơn 11 hectare, nằm trên một ngọn đồi bao quanh bởi rừng cây xanh hướng ra bờ sông Đồng Nai. Chùa theo hệ Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông, có lối kiến trúc đặc trưng của các chùa Thái Lan, Ấn Độ và kết hợp cùng nét kiến trúc các chùa thời Nguyễn tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Các phù điêu đắp nổi hình Phật, hoa sen, lá bồ đề, bánh xe pháp luân được trang trí xuyên suốt không gian chùa. Quanh khuôn viên chùa còn trang trí nhiều tượng rồng, hạc bằng đá, hình tượng thường thấy trong kiến trúc Á Đông. Điểm nhấn của ngôi chùa là bảo tháp Gotama Setia, xây từ năm 2007, rộng trên 2.000 m², hoàn thành sau 6 năm. Gotama Setia là ngôi bảo tháp có quy mô lớn nhất Việt Nam, với 5 tháp lớn nhỏ, tháp chính điện ở trung tâm cao và lớn nhất với 7 tầng. Mặt sau bảo tháp Gotama Setia thiết kế với kiến trúc đối xứng, hài hòa với mặt trước. Đỉnh bảo tháp cao 70 m, được xây dựng theo nét của văn hóa Phù Nam. Bảo tháp là nơi thờ Xá Lợi Phật và các chư Thánh Tăng. Xung quanh là các tháp nhỏ, đều làm bằng đồng, có màu vàng óng, luôn vang lên tiếng chuông gió nhẹ nhàng. Bảo tháp chỉ mở cửa đón khách ngày 2 buổi, sáng từ 8 giờ đến 10 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Chính giữa hai mặt trung tâm của bảo tháp Gotama Setia đặt bức tượng Phật Thích Ca màu vàng. Do theo hệ phái Nam Tông nên chùa chỉ thờ một vị Phật và không bao giờ thắp nhang như các chùa hệ phái khác. Hai bên bảo tháp Gotama Setia có tháp nhỏ, nơi đặt chuông, khánh và phòng tiếp khách. Ở giữa là hồ Bán Nguyệt, có diện tích 280 m². Ở giữa có vòi phun nước hình rồng, xung quanh cây xanh bao phủ. Chánh điện chùa ở bên trong bảo tháp Gotama Setia rộng rãi, thông thoáng, với sức chứa hàng nghìn người. Chùa hiện có hơn 10 vị sư sãi đang tu tập. Trong đỉnh chính của bảo tháp là nơi tôn thờ Ngọc Xá Lợi Đức Phật và Xá Lợi Thư Chánh A-ra-hán, được trưng bày cẩn thận trong tủ kính. Từ chánh điện có nhiều cửa dẫn ra hành lang bên ngoài bảo tháp. Trên tầng cao nhất có thể ngắm khung cảnh ngoại ô Sài Gòn, sông Đồng Nai. Chùa thường xuyên thu hút khách tham quan, chụp hình vào dịp cuối tuần. Năm 2019, chùa được tạp chí Mỹ National Geographic đưa vào danh sách 20 kiến trúc Phật giáo đặc sắc nhất thế giới.